Bầu sữa mẹ lại phải rời xa vòng tay mẹ vì chính sự ích kỷ của lòng người. Có ai không thấy xót xa cho giấc ngủ lạnh giá, đơn côi của những đứa con không còn hơi ấm của mẹ? Có bất hạnh nào hơn khi mới sinh ra đã thành kẻ không gia đình? Phụ nữ với cuộc đời không có tuổi thơ. Đến cái tên cũng là do một bác tài xế tốt bụng lấy tên của đứa con gái đã mất tích của mình đặt cho. Rồi cha mẹ tên gì, ở đâu, cho tới ngày nay cô cũng không biết. Nhưng đứa bé gái mồ côi ngày xưa ấy giờ lại là người thương yêu nhất cho những số kiếp bị mẹ bỏ rơi ngay từ lúc mới lọt lòng. Không phải một lần mà đã rất nhiều lần, người phụ nữ này tìm kiếm những sinh linh còn bé bỏng đã phải lấm lem bụi trần. Khi chính người dứt ruột sinh ra lại đành tâm dứt bỏ con mình, thì may thay trong xã hội vẫn còn có những người quá đỗi từ tâm. Trái tim của người mẹ nuôi này không biết bao lần đã khóc cùng con của những người mẹ khác, lúc nhặt được các em trong lùm cây bụi cỏ hay nơi bãi rác bẩn dơ hoặc ngay trước cửa nhà mình. Nhưng dù sao, những bé thơ này vẫn còn may mắn khi gặp được người mẹ thứ hai là Quỳnh Tiểu Hương. Không có cha để nương tựa, các em đã khổ lắm rồi. Không có mẹ thì còn khổ nhiều hơn. Đến cái tên cũng không có, lấy chi mà bước vào đời? Vì vậy, điều hệ trọng đầu tiên là chỉ làm cho những em bé vô thừa nhận thành một con người có danh tánh và có một mái ấm gia đình. Những cái tên mang họ Quỳnh cứ ngày mỗi nhiều thêm lên. Những đứa con không ai nuôi dưỡng lại được mẹ Tiểu Hương đón về bằng chính trái tim nhân từ và sự đồng cảm đến xót xa của một người từng bị đọa đày xuống tận cùng tủi nhục. Và người có số phận buồn ấy không ai khác là Quỳnh Tiểu Hương. Trong ký ức, cô bé mồ côi ngày ấy chỉ biết rằng mình bị cha mẹ bỏ rơi ngay từ lúc lọt lòng. Tuổi thơ bị ném ra đầu đường xó chợ, suốt ngày lăn lóc trên những con tàu sân ga để kiếm miếng ăn. Cô bé đã nếm trải những trận đòn như tử của những đầu gấu xe lửa khi chen chân vào lãnh địa của chúng. Vậy mà cô vẫn sống, sống như một cây cỏ dại, cứ tự nhiên mà vươn lên. Rồi cũng từng được nhận làm con nuôi, nhưng chỉ sau một thời gian, Tiểu Hương lại phải trở về những chuyến tàu để kiếm sống vì bị đánh đập và làm nhục đến hết chịu nổi. Từ những sân ga xa lạ tận Lào Cai đến Sài Gòn, hầu như không nơi nào không có dấu chân của cô bé. Chưa bao giờ Hương có được một bữa cơm no, một tấm áo lành đủ ấm trong những ngày đông. Bao nhiêu năm sống lay lắt không một nơi nương tựa,
Tiểu Hương chịu đựng hết những tủi nhục cay đắng của đời người, bị ép chích ma túy, bị cắt chân tay để làm thành những vết thẹo đi ăn xin, bị đốt lửa lên cơ thể, bị hãm hiếp. Năm 1986, Tiểu Hương lần vào Sài Gòn và chọn bến xe miền Đông làm chốn dung thân. Nhưng cái bỏng rát đớn đau của cuộc đời vẫn không buông tha cô. Vượt qua biết bao nhiêu khổ ải để mưu sinh và để được làm người, nhưng đến một ngày, cái ngưỡng chịu đựng của Tiểu Hương cũng đi đến giới hạn cuối cùng. Một con người mà bị đạp dưới đáy xã hội, vượt lên số phận trở thành một bậc thánh mà thế giới ca ngợi là mẹ Teresa của Việt Nam. Càng nghe mình càng thấm và càng hiểu rõ cái lộ trình mà một vị Bồ Tát dẫn thân vào cuộc đời, vào chốn khổ đau là như thế nào. Cái sự đau khổ mà Tiểu Hương đã trải qua nó như là một cái sự mềm, một cái hành nguyện quý biến á, là thân phần bọt bèo của những con người trong cái tầng lớp xã hội thấp kém. Không phải một mình Tiểu Hương đâu, có rất nhiều người, có rất nhiều những cái thân phần mà mình nói rằng là thấp hơn cả những con thú, những con vật mà người ta nuôi trong nhà nhiều lắm. Nhưng mà qua cái sự vui